Tại đây, đại diện chính quyền đã tổ chức buổi giới thiệu cho các hộ dân giải tỏa khu vực Thượng Thành về dự án hạ tầng, kiến tạo nhà mẫu, mẫu nhà ở xây dựng cho hộ nghèo, hình thức giao nhận đất và xây dựng nhà tại khu tái định cư mới. Đồng thời, thông báo cụ thể về kế hoạch và tiến độ di dời trong thời gian đến để các hộ dân biết, thực hiện. Ông Thọ cho biết, sắp tới, sẽ di dời các bà con ở khu vực Thượng Thành. Tôi thiết nghĩ, trong quá trình di dời, chắc chắn bà con sẽ cùng thị trấn triển khai từng bước, đảm bảo làm sao bà con có điều kiện lại tốt nhất khi về ở nơi sinh sống mới. Đông đảo người dân đến nghe và hỏi những thông tin về dự án. Ảnh. Quan trọng là chúng ta biểu thị sự đồng thuận, đồng lòng, quyết tâm cao cho quá trình thực hiện chủ trương của chính phủ, của tỉnh, thị trấn, đảm bảo được đòi hỏi ăn cư lạc nghiệp. Ông Thọ nói. Đây là đợt đầu chỉ di dời 450-500 hộ, còn đợt 2, đợt 3 lịch sử năm có hơn 2.200 hộ. Trong đợt 1 này sẽ là kiểu mẫu, rút kinh khủng nghiệm cho các đợt tiếp theo. Mục tiêu đến cuối năm 2020, cục bộ người dân ở Eo Bầu, Hồ Thành Hào, tuyến phòng lộ được di dời. Trong 2019, sẽ di dời tất cả các hộ dân trong khu vực Thượng Thành nhằm phục mini, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản cố đô Huế và tạo điều kiện lại cho các hộ dân có cuộc sống ổn định. Về tiến độ và kế hoạch thực hiện dự án, hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế đã hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và đang lập phương án bố trí tái định cư, hoàn thành vào ngày 1 tháng 11. Người dân hỏi những vấn đề thắc mắc. Ảnh. Từ ngày 1 đến 5 tháng 11, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra phương án trước kia niêm yết, công khai. Từ ngày 6 đến 26 tháng 11, công khai, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Từ ngày 27 đến 29 tháng 11, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế tổng hợp biển sơ, trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định mức hỗ trợ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế sẽ thông báo quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phê duyệt và tiến hành lập các thủ tục chi trả kinh khủng phí bồi thường, hỗ trợ, thông báo thời gian bàn giao mặt bằng để bố trí các hộ sớm bàn giao mặt bằng, người có công với cách mạng để ưu tiên nhận đất tái định cư theo nhóm phân lô. Căn cứ hậu quả nhận đất tái định cư và mẫu nhà ở do người dân lựa chọn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế tổng hợp biển sơ để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng cùng một lúc. Đến nay, khu vực 1 đã hoàn thành, còn khu vực 2 dự kiến đến ngày 15 tháng 11 năm 2019 hoàn thành cắm mốc phân lô. Cũng tại buổi gặp gỡ mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng người dân đi xem thực tế ở khu tái định cư. Dự án khu vực 1 có tổng mức đầu tư 51 tỷ đồng, diện tích 4,98 hectare, tổng số lô đất phân tại khu vực này sau khi điều chỉnh là 241 lô với diện tích 100-200 m2. Dự án khu vực 2 có tổng mức đầu tư là 65,6 tỷ đồng, diện tích 4,9 hectare, tổng số lô đất phân tại khu vực này là 275 lô với diện tích 60-150 m2. Đến nay, khu vực 1 đã hoàn thành, còn khu vực 2 dự kiến đến ngày 15 tháng 11 năm 2019 hoàn thành cắm mốc phân lô. Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng của khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế nhằm di dời, giải phóng mặt bằng hơn 4.200 hộ dân với tổng mức đầu tư 4/97 tỷ đồng. Theo đề án, sẽ có 4.201 hộ dân được di dời, kinh khủng phí thực hiện là 2.735 tỷ đồng đề xuất Trung ương hỗ trợ. Đề án thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2019 đến 2021 sẽ di dời khoảng 2.938 hộ dân, giai đoạn 2 từ 2022 đến 2025 sẽ di dời khoảng 1.262 hộ dân.